Xin chào quý khán giả và các đồng chí đến với bản tin đối ngoại quốc phòng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan được coi là dấu mốc lịch sử trong quá trình Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bởi đó là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng mũ nổi xanh ở quy mô đơn vị. Không phụ lại kỳ vọng của Tổ quốc, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đặc biệt xuất sắc, mang lại niềm tự hào lớn và tạo tiền đề thuận lợi để các đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 sau này thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong bản tin đối ngoại quốc phòng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để nhìn lại hành trình thực hiện nhiệm vụ hơn một năm qua của họ, một hành trình đầy ý nghĩa và đáng tự hào của những người lính quân y mũ nổi xanh Việt Nam. Nam Sudan, màu trắng ám ảnh của những căn lều, những căn nhà tạm. Đây là nơi hơn 190.000 thường dân của Nam Sudan sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ và chu cấp của Liên Hợp Quốc. Trong đó, phần lớn sống tại khu vực Bentiu với gần 118.000 người. Màu trắng của lều, nơi cư ngụ của những con người gần như tay trắng bởi đất nước xung đột và đói nghèo dù mới qua 8 năm thành lập. Giáo dục sẽ mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Trường tiểu học hy vọng. Hy vọng về tương lai được họ gửi gắm vào tên ngôi trường và những dòng chữ trên lưng áo. Nhưng để hy vọng của 4,3 triệu người mất nhà cửa, 6,2 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói, 2,2 triệu trẻ em không được đến trường trở thành hiện thực, họ cần được giúp đỡ. Phụ nữ trong trại không có đủ lương thực để nấu nướng. Họ buộc phải ra ngoài khu vực trại và có nguy cơ bị cưỡng hiếp. Trẻ em trong trại cũng không có đủ cái ăn. Khi những nhu yếu phẩm không đủ cho cuộc sống, thì càng ngày càng có nhiều người phải ra bên ngoài trại. Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan đã được thành lập với nhiệm vụ ngăn chặn xung đột, hỗ trợ thực thi các thỏa thuận hòa bình, bảo vệ dân thường, trợ giúp nhân đạo và tạo điều kiện để nước Cộng hòa Nam Sudan phát triển kinh tế, xã hội. Và trong số 14.000 quân nhân, cảnh sát, nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc có những quân nhân Việt Nam. Trong số hơn 60 lá cờ vì sứ mệnh kiến tạo hòa bình ở Nam Sudan, có lá cờ đỏ sao vàng. Là quốc gia yêu chuộng hòa bình, dù trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng việc tham gia vào hoạt động vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc là một trong những chính sách đối ngoại và là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Qua đó thể hiện hình ảnh quốc gia có uy tín, trách nhiệm, xứng đáng với sự tin nhiệm cao khi Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 2020-2021. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là một giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ xa, từ sớm, ngay trong thời bình và bằng biện pháp hòa bình. Sự hiện diện của quân đội nhân dân Việt Nam trong đội hình chiến sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc còn góp phần khẳng định tính chính nghĩa và tính nhân đạo cao cả trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đôi tay tạm thời không nắm lấy tay cô con gái nhỏ mới chào đời. Đôi tay đó nhận về mình sứ mệnh góp phần chữa lành những vết thương do xung đột, đói nghèo gây ra cho biết bao nhiêu người. Vinh dự được giao sứ mệnh đó, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã lên đường, trở thành đơn vị quân đội đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sau những đợt triển khai sĩ quan cá nhân. Hành trang họ mang theo khi lên đường thực hiện sứ mệnh quốc tế không chỉ là kỹ năng chuyên môn mà còn là niềm tự hào của bộ đội Cụ Hồ, của một quân đội nhân dân. Người lính Việt Nam, anh bộ đội Cụ Hồ thì đã đi vào lòng nhân dân trong suốt các cuộc kháng chiến và cũng là một tấm gương của thế giới rồi. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là vậy trong thời bình thì người lính Việt Nam và cái anh bộ đội Cụ Hồ ấy thể hiện như thế nào trong các cái môi trường khi mà đưa quân chúng ta đi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình thì chúng ta vẫn giữ được cái danh hiệu bộ đội Cụ Hồ và được bạn bè quốc tế thừa nhận và rất khâm phục.
có thể nói là có những cái khả năng vượt trội của quân đội Việt Nam. Mà khi ra đến hoạt động tại địa bàn ở một cái môi trường đa quốc gia thì nó mới thể hiện. Ví dụ như khả năng thích nghi, ví dụ như là cái khả năng học tập, đúc rút kinh nghiệm, ví dụ như khả năng tổ chức chỉ huy tham mưu và đặc biệt là tính kỷ luật. Thì tất cả những cái yếu tố đấy của Việt Nam làm cho bạn bè rất là khâm phục. Đây là những cái điều mà chúng tôi rất là tự hào khi nhìn vào cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của chúng ta. Lên đường, những người lính quân y mũ nổi xanh đầu tiên của Việt Nam có sự kề vai giúp đỡ của đồng đội là những sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đã có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Nam Sudan từ trước đó. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam vừa là cơ quan chỉ đạo trực tiếp, cũng là cầu nối giữa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại Bentiu, Nam Sudan với quê nhà. Không chỉ vậy, với vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị và triển khai lực lượng, chỉ huy và điều hành toàn bộ quá trình và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu đề xuất mở rộng đối tượng thu dung và điều trị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 nhằm phát huy tối đa năng lực và uy tín của bệnh viện tại phái bộ. Thì chúng ta đã mở rộng cái đối tượng phục vụ và được Liên Hợp Quốc rất là khen ngợi. Một số các cái đối tượng mà không nằm trong cái quy định của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên Liên Hợp Quốc vẫn vận động chúng ta có thể tham gia. Ví dụ như là thu dung điều trị cho các cái lực lượng là các cái tổ chức quốc tế, các đại sứ quán hay là cho nhân dân ở địa phương và quan chức chính quyền địa phương. Các cái sĩ quan của chúng ta có một cái thái độ phục vụ rất là nhiệt tình, chân thành. Nhưng bên cạnh đó ấy, là cái cơ số thuốc, cái cơ sở vật chất của chúng ta cũng như là cái năng lực của khám chữa bệnh của các bác sĩ của chúng ta rất là cao. Nên nó tạo được một cái uy tín, thành thử ra rất đông người, rất đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh và mong muốn được điều trị tại cái cơ sở của Việt Nam. Họ, những người sinh ra, lớn lên khi Tổ quốc đã hòa bình, nhưng họ đã trở thành những người lính biết rõ về cái giá của chiến tranh và xung đột ở nơi này. Những ngày đầu, dưới nắng nóng châu Phi, những người lính quân y phải vượt qua mọi bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sống, cố gắng thực hiện những công việc không phải là chuyên môn sở trường của mình, từ việc bốc rỡ máy móc, trang thiết bị cho tới cải tạo nơi ăn trốn ở, để Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 sớm đi vào hoạt động. Tiếp quản vai trò nhiệm vụ từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Vương quốc Anh, các cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam đã tích cực trao đổi, nhanh chóng tiếp thu kinh nghiệm cụ thể nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những nội dung được huấn luyện ở Việt Nam và thực tế tại Nam Sudan. Từ ngày 2 tháng 10 đến 26 tháng 10 năm 2018 là 24 ngày đoàn kết, nỗ lực bằng tất cả khả năng và ý chí của toàn bộ các thành viên bệnh viện cùng đoàn tiền trạm Bộ Quốc phòng hỗ trợ việc triển khai bệnh viện để lá cờ đỏ sao vàng được tự hào kéo lên, tung bay trong bình minh tại Bentiu. Trong lễ thượng cờ, nghi lễ đánh dấu việc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam chính thức tiếp quản doanh trại và chức trách nhiệm vụ. Trong hơn một năm qua, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã thu dung, điều trị cho 2.022 bệnh nhân là nhân viên của Liên Hợp Quốc tại khu vực Bentiu, là giới chức địa phương và nhân dân khi có yêu cầu của chỉ huy phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công như hoại tử ruột. 59 bệnh nhân được phẫu thuật với 19 ca trung đại phẫu, 5 người được vận chuyển đường không lên tuyến trên. Ghi nhận kết quả đó, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Cố vấn Quân sự Liên Hợp Quốc đã hai lần gửi thư cho Chính phủ Việt Nam để cảm ơn và khen ngợi sự đóng góp của Bệnh viện Dã chiến Việt Nam.
So với quốc gia mà bệnh viện của các bạn thay thế là Vương quốc Anh, thì các bạn đã thay thế bằng một đơn vị có quy mô tương tự, và bệnh viện dã chiến cấp 2 của các bạn cũng hoạt động với năng lực tốt ngang với bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh. 63 huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình được trao cho 63 cá nhân của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam. Trong đó có 4 cá nhân xuất sắc, cùng bằng khen cho tập thể bệnh viện được Liên Hợp Quốc trao tặng. Không chỉ là niềm tự hào của riêng mỗi người, mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc về họ, những người lính quân y mũ nổi xanh Việt Nam. Chúng tôi rất vui vì Việt Nam đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Càng đặc biệt hơn bởi đây chính là lần đầu tiên các bạn triển khai lực lượng quân y gìn giữ hòa bình. Nếu xảy ra các tình huống khẩn cấp như xung đột, tai nạn, hỗn loạn, thì bệnh viện của các bạn là nơi chúng tôi đưa các nạn nhân tới chữa trị. Những huy chương hay bằng khen vì sự nghiệp hòa bình là sự ghi nhận đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan Việt Nam. Nhưng vượt lên trên bổn phận và trách nhiệm, đối với họ còn có những phần thưởng đặc biệt khác, đáng trân trọng, là những niềm vui và tình cảm như thế này. Khi họ giúp đỡ người dân bằng sự tự nguyện, bằng lòng nhân ái và yêu thương thực sự, như truyền thống của bộ đội Cụ Hồ là bộ đội của dân. Những người dân nghèo này có lẽ sẽ không có cơ hội để tới Việt Nam, một quốc gia ở rất xa. Nhưng Việt Nam đối với họ là những người tốt bụng, Việt Nam là bạn. Những người bạn trong lúc khó khăn là những người bạn chân thành nhất. Phó Tổng thống Nam Sudan James Kwani Ika cũng đã nói như thế về Việt Nam, khi Việt Nam chính là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nam Sudan, khi quốc gia trẻ nhất thế giới này vẫn đang phải gánh chịu hậu quả bởi xung đột sắc tộc kể từ khi ra đời cách đây 8 năm. Cầu nối cho quan hệ ngoại giao đó và những người đầu tiên góp phần vun đắp cho tình bạn chân thành đó chính là các chiến sĩ mũ nổi xanh. Có một điều bạn bè quốc tế đặc biệt ấn tượng và khâm phục bộ đội Việt Nam, đó là khả năng tạo ra màu xanh, màu của cây, của hoa và của rau ở nơi đóng quân của họ. Gam màu tươi sáng đó phần nào làm vơi đi sự ảm đạm của màu nâu bùn đất hay màu xám đen của vũ khí ở nơi này. Những giàn mướp hay khóm hoa làm những người lính ở nơi cách xa Tổ quốc hơn 10.000 km và chênh 4 múi giờ thấy gần hơn với quê nhà. Và có lẽ với mỗi thành viên bệnh viện dã chiến, Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ là cái Tết mà họ không thể quên trong đời quân ngũ của mình. Khi họ tạm gác niềm vui sum vầy của bản thân mình khi Tết đến xuân về, để góp sức tạo ra mùa xuân cho nhiều người. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Mảnh đất tưởng như chỉ có đói nghèo và xung đột bỗng trở nên gắn bó với nhiều người, bởi ở đó họ đã thực sự gửi gắm tấm lòng chân thành của mình, mong một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nước bạn, mong bình an cho những đồng nghiệp cùng đứng dưới lá cờ Liên Hợp Quốc. Chào Tổ quốc, chúng tôi đã về.
sau một năm xa cha mẹ. Những đứa trẻ đã lớn thêm nhiều, còn cha mẹ của chúng, những người lính quân y mũ nổi xanh Việt Nam, cũng đã thêm vào cho mình một ký ức đầy tự hào trong đời quân ngũ, thêm vào cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và trình độ chuyên môn để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tối cao của một người lính, bảo vệ Tổ quốc mình. Có những cánh chim hòa bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, và có những cánh chim lại tiếp tục bay đi đến những nơi cần giúp đỡ để nhân lên những niềm tự hào về lá cờ đỏ sao vàng. Và đến đây, chương trình Đối ngoại quốc phòng tuần này xin được kết thúc. Quý khán giả và các đồng chí có thể theo dõi lại chương trình trên website qpvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.